Chính quyền Trung Quốc đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn không những tình hình kinh tế, xã hội trong nước căng thẳng Nhiều nước trên thế giới bắt đầu định vị lại chính sách của họ với ưu tiên coi Trung Quốc là đối thủ hơn là đối tác Một mối nguy trực tiếp khác về an ninh lại nổi lên sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan Kẻ thù công khai số 1 của Bắc Kinh đã trở lại Không những thế còn được Mỹ gián tiếp mở đường Có thể nói, chính quyền Trung Quốc trong loạn ngoài nguy Sau vụ Mạnh Vạn Châu khi Trung Quốc còn đang tung hô sức mạnh quốc gia và gia tăng kích động tinh thần yêu nước mù quáng. Một loạt các kênh truyền thông thế giới đã chỉ ra, cái giá phải trả của Bắc Kinh trong vụ việc lần này không hề nhỏ. Ở một diễn biến khác, vaccine mà Việt Nam đăng ký mua của Cuba đang bị Venezuela lo ngại vì chưa được cơ quan quốc tế phê duyệt. Tổng thống Pháp lại bị ném trứng vào người không lâu sau vụ bị tát trong buổi gặp mặt dân chúng. Các tin tức khác trong chương trình sẽ bao gồm việc ông Navalny được đề cử giải nhân quyền Sakharov. EU kêu gọi Mỹ hợp tác cải tổ WTO. Tòa Bạch Ốc nói chính sách với Trung Quốc không thay đổi sau vụ thả mạnh Vạn Châu. Quý vị và các bạn đang theo dõi Mục tin Thế giới sáng ngày 28 tháng 9 của DKN TV. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Venezuela lo ngại vaccine Abdala của Cuba vì chưa được cơ quan quốc tế phê duyệt. Kính thưa quý vị, Học viện Y khoa Quốc gia Venezuela vào hôm thứ Hai đã bày tỏ lo ngại việc sử dụng vaccine COVID-19 Abdala của Cuba do thiếu nghiên cứu khoa học về tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine này. Học viện đã bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng một sản phẩm không có thông tin khoa học về tính an toàn và hiệu quả đang được tiêm cho người dân Venezuela. Học viện Y khoa Quốc gia Venezuela cho biết trong bản tường trình rằng, Abdala chưa được WHO hoặc bất kỳ cơ quan quản lý quốc tế nào chấp thuận. Venezuela đã nhận được 30.000 liều vaccine Abdala đầu tiên vào tháng 6 như một phần của thử nghiệm lâm sàng và Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel vào hôm Chủ nhật cho biết một lô khác đã được gửi đi nhưng không xác nhận là có bao nhiêu liều vaccine. Theo giới chức Cuba, các nhà khoa học nước này đã phát triển 3 loại vaccine COVID-19 nội địa tất cả đều đang chờ được công nhận chính thức sau khi WHO đánh giá. Hôm 25 tháng 9, tin từ truyền thông Việt Nam cho biết, Việt Nam đã nhận 1,05 triệu liều vaccine Abdala về cùng với chuyên cơ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phục vụ công tác phòng chống COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam trước đó cũng đã phê duyệt có điều kiện loại vaccine Abdala của Cuba. Ngày 20 tháng 9, Việt Nam đã ban hành nghị quyết 109 về mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Cuba sản xuất, với số lượng ban đầu đủ 10 triệu liều phục vụ chiến dịch bao phủ vaccine tại Việt Nam. Ông Navani được đề cử giải nhân quyền Sakharov. Kính thưa quý vị, nhà phê bình Điện Kremlin, ông Alexei Navani hôm 27 tháng 9 đã được đề cử cho giải thưởng nhân quyền hàng năm Sakharov của Nghị viện châu Âu. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đang tìm cách thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về mạng lưới ủng hộ dân chủ của ông Navalny, vốn đã bị cấm ở nước Nga. Ông Navalny, 45 tuổi, bị đầu độc, độc vào tháng 8 năm 2020 bởi chất độc thần kinh. Ông đang phải thủ án 2,5 năm tù giam vì vi phạm các điều khoản của án treo về tội bị cáo buộc là tham ô năm 2014. EU đã đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga về vụ việc đầu độc và bỏ tù chính trị gia Navalny. Moscow cáo buộc EU can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Peter van Dalen, một nhà lập pháp EU người Hà Lan, nói trong một cuộc họp rằng điều quan trọng là chúng tôi trong Nghị viện châu Âu xác nhận sự ủng hộ không ngừng đối với Navalny và chúng tôi nhấn mạnh rằng hạnh phúc của ông ấy là trách nhiệm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giải thưởng Sakharov có trị giá 50.000 euro, tương đương với 59.000 đô la Mỹ, được đặt theo tên của nhà bất đồng chính kiến Liên Xô Andrei Sakharov. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 10 và được nhận phần thưởng vào tháng 12. Các ứng cử viên khác được đề cử, bao gồm một nhóm phụ nữ Afghanistan, chính trị gia Bolivia Jenny Arnes và tổ chức phi chính phủ nhân quyền Global Witness có trụ sở tại Anh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại bị ném trứng vào người. Một thanh niên đã ném vật giống quả trứng vào người của tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông tham dự cuộc triển lãm thương mại ngày 27 tháng 9 tại Lyon. Theo đài ATI, sự cố xảy ra khi ông Macron tham dự cuộc triển lãm về dịch vụ ăn uống, khách sạn và doanh nghiệp thực phẩm ở thành phố Lyon, miền Nam của nước Pháp vào sáng 27 tháng 9 theo giờ địa phương. Ông Macron đã bắt tay và chào hỏi những người có mặt tại một gian hàng xung quanh là các phóng viên và đội cận vệ. Những tưởng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng trang tin Leon Mark đã đăng tải một đoạn video cho thấy ông Macron đã bị một thanh niên ném vật giống quả trứng vào người, trúng vai trái của nhà lãnh đạo này. Ông Macron lúc đó đeo khẩu trang, đã bày tỏ sự sửng sốt và nhìn về hướng quả trứng bay tới trước khi được đội cận vệ che chắn. Một trong các cận vệ đã lấy tay che mặt cho ông Macron. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng khống chế thanh niên nói trên anh ta mặc chiếc áo phông màu đen và hét lớn, cuộc cách mạng muôn năm. Lyon Mark cho biết thêm, vật được ném vào ông Macron là một quả trứng luộc. Bất chấp sự cố, nhà lãnh đạo Pháp nói rằng mình sẵn sàng đối thoại với thanh niên để xem anh ta muốn gì. Nếu anh ta có gì đó muốn nói với tôi, hãy để anh ta đến đây, tôi sẽ gặp anh ta. Hồi tháng 6, ông Macron đã bị một người đàn ông 28 tuổi tát vào mặt khi đi công du miền Nam nước Pháp. Với hành vi kể trên, người đàn ông này đã bị tuyên án 18 tháng tù, với 14 tháng trong số này là án treo. EU kêu gọi Mỹ hợp tác cải tổ WTO. Vào ngày 27 tháng 9, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Van dis Dombrovskis nhấn mạnh, Mỹ cần hợp tác với Liên minh châu Âu EU để cải tổ Tổ chức thương mại quốc tế WTO thay vì để mặc tổ chức này. Trong một bài phát biểu tại Đại học John Hopkins, Ông Dombrovskis nhấn mạnh, các nước thành viên cần cải tổ WTO chứ không phải phá hủy tổ chức đa phương này. Theo ông Dombrovskis, vất lờ một cách nhẹ nhàng với WTO đồng nghĩa với việc mất đi một trong những công cụ quan trọng nhất để tăng cường thương mại rộng mở và công bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định đây là sự lựa chọn giữa trật tự và luật rừng. Ông Dombrovskis cho biết, EU chia sẻ mối quan ngại của Washington về chức năng của WTO, và các nhu cầu cấp bách để giải quyết các hành vi không công bằng, ví dụ như trợ cấp lớn cho các ngành công nghiệp, ép buộc chuyển nhượng công nghệ, trợ cấp. Ông Dombrovskis chỉ rõ, WTO không thể giải quyết những thách thức này với tình trạng tổ chức như hiện nay và quá trình cải cách cần được bắt đầu tại hội nghị cấp bộ trưởng của WTO, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tới. Ông Dombrovskis cho biết EU đã sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhằm đạt được các thỏa thuận về trợ cấp thủy sản, y tế, nông nghiệp và tính bền vững và bắt đầu một cuộc thảo luận nghiêm túc về cải cách mang tính thể chế. Ông cũng cảnh báo nếu các bên còn chần chừ trong việc cải tổ WTO thì càng làm lung lay sự trật tự của hệ thống thương mại thế giới. Tòa Bạch ốc nói chính sách với Trung Quốc không thay đổi sau vụ thả mạnh vạn châu. Kính thưa quý vị. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai nói rằng thỏa thuận trả tự do cho Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu vào tuần trước là vấn đề về pháp lý và Hoa Kỳ vẫn không giảm bớt sự lo ngại về hành vi của Trung Quốc. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với các phóng viên rằng hoàn toàn không có tác động, không ai nên coi điều này như một tác động đến chính sách trọng yếu của chúng tôi. Thỏa thuận đạt được một ngày sau khi ông Tập và ông Biden có cuộc điện đàm đầu tiên trong nhiều tháng vào ngày 9 tháng 9. Tòa Bạch Ốc cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Tập đã đưa ra trường hợp của bà Mạnh, trong khi ông Biden nhắc tới hai công dân Canada là doanh nhân Michael Spavor và cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig. Hai người này đã bị giam giữ ở Trung Quốc hơn 1.000 ngày. Vài giờ sau khi bà Mạnh Vạn Châu được trả tự do, Trung Quốc cũng liền thả hai công dân Canada. Tuy nhiên, bà Jen Psaki nói với các phóng viên rằng đây là một quyết định pháp lý do Bộ Tư pháp đưa ra để đạt được thỏa thuận cho phép Giám đốc Tài chính Huawei được về nước bà Mạnh Văn Châu đã bị bắt tại sân bay ở thành phố Vancouver, Canada, theo yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ vào tháng 12 năm 2018. Bà này bị cáo buộc đã lừa dối ngân hàng SSBC và gian lận chuyển tiền, cố gắng che giấu hành vi vi phạm lệnh trừng phạt Iran của phía Mỹ thông qua công ty Hồng Kông Skycom, được cho là chi nhánh của Huawei. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc nói, chính sách của chúng tôi đối với Trung Quốc không thay đổi, chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Đó là một mối quan hệ cạnh tranh và chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh tế không công bằng, các hành động cưỡng chế trên toàn thế giới và các hành vi vi phạm nhân quyền. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó với sự hợp tác của các đồng minh trên toàn thế giới. Tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Kính thưa quý vị, kẻ thù công khai số 1 của Trung Quốc, phong trào hồi giáo Turkistan ITIM đã trở lại. Với sự rút lui của Hoa Kỳ, vấn đề mà Trung Quốc phải đối mặt sẽ chỉ trở nên trầm trọng hơn. Điều bất ngờ là mọi thứ dường như đột nhiên vượt khỏi tầm kiểm soát của Trung Quốc và phong trào hồi giáo Turkistan có vẻ mạnh mẽ hơn trước. Về phong trào hồi giáo Turkistan, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) mô tả phong trào hồi giáo Turkistan là một tổ chức sử dụng bạo lực để thúc đẩy việc thành lập một quốc gia Đông Turkistan độc lập bên trong Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, tổ chức này đã duy trì quan hệ chặt chẽ với các phong trào hồi giáo cực đoan khác và phong trào hồi giáo của Uzbekistan. Do đó, phong trào hồi giáo Turkistan là một tổ chức nhắm vào Tân Cương, với hy vọng chia cắt tỉnh cực tây phía tây này của Trung Quốc và thành lập một nhà nước Đông Turkistan độc lập. Phong trào có trụ sở chính tại Afghanistan và duy trì liên hệ chặt chẽ với Taliban. Trung Quốc đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong những năm 1980 và hỗ trợ các chiến binh thánh chiến Hồi giáo chống lại Liên Xô. Cuộc xung đột này và việc phong trào Hồi giáo cực đoan tiếp quản Afghanistan trong 10 năm sau đó đã khai sinh ra phong trào Hồi giáo Turkistan. Tổ chức này đã cố gắng khởi xướng một cuộc nổi dậy vũ trang của riêng mình ở nước láng giềng Tân Cương. Cuộc nổi dậy bắt đầu bằng một loạt vụ tấn công chết người vào những năm 1990 và bạo lực liên quan đến nguyên nhân ly khai kéo dài đến năm 2017. Mục đích là làm suy yếu quyết tâm của Trung Quốc ở Tân Cương. Tân Cương giáp với 8 quốc gia, Afghanistan, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan, Nga và Tajikistan và là trung tâm dự trữ tài nguyên năng lượng tự nhiên của Trung Quốc. Tại sao phong trào Hồi giáo Tajikistan lại xuất hiện trở lại? Kể từ khi quân đội Mỹ rút quân, Trung Quốc luôn lo ngại về phong trào Hồi giáo Turkistan – vì Trung Quốc nhận thấy việc rút quân của Mỹ đã tạo ra một lượng lớn khoảng trống ở Afghanistan, có thể khiến phong trào Hồi giáo Turkestan khởi sắc trở lại. Một báo cáo mới trên Newsweek đã xác nhận mối quan tâm của Trung Quốc. Báo cáo bao gồm những nhận xét đầu tiên của phong trào Hồi giáo Turkestan sau khi bị Hoa Kỳ loại khỏi danh sách các tổ chức khủng bố vào năm 2020. Newsweek dẫn lời người phát ngôn của phong trào cho biết, Hoa Kỳ là một quốc gia hùng mạnh, và nước này có chiến lược riêng. Chúng tôi tin rằng việc chính phủ Hoa Kỳ rút khỏi cuộc chiến ở Afghanistan vốn gây ra thiệt hại kinh tế lớn hiện nay là để chống lại Trung Quốc. Và Trung Quốc là kẻ thù của tất cả loài người và các tôn giáo trên hành tinh này. Người phát ngôn phong trào Hồ giáo Turkistan nói thêm, Đông Turkistan là vùng đất của người Duy Ngô Nhĩ. Người phát ngôn cũng cho biết, sau khi chính phủ Trung Quốc chiếm đóng quê hương của chúng tôi bằng vũ lực, Họ đã buộc chúng tôi phải rời bỏ quê hương của chính mình do sự áp bức của họ. Thế giới biết rằng Đông Turkistan đã luôn luôn là vùng đất của người Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ có thể can thiệp. Điều thú vị là Newsweek cũng dẫn lời người phát ngôn của Phong trào Hồi giáo Turkistan nói: "Chúng tôi tin rằng sự phản đối của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ không chỉ có lợi cho Phong trào Hồi giáo Turkistan và người dân Đông Turkistan mà còn có lợi cho cả nhân loại." Phong trào Hồi giáo Tokistan ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc và hy vọng giải phóng Tân Cương khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một sự thật nổi tiếng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhóm chiến binh có trụ sở tại Afghanistan này thực sự ám chỉ rằng sự phản đối của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ giúp ích cho phong trào. Trên thực tế, những gì người phát ngôn của phong trào nói không chỉ là những lời tuyên truyền Hoa Kỳ đã hủy bỏ việc chỉ định phong trào Hồi giáo Turkistan là một tổ chức khủng bố vào năm ngoái, với lý do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ bất kỳ bằng chứng nào cho thấy phong trào vẫn tồn tại. Khi quan hệ Mỹ-Trung xấu đi, Hoa Kỳ đã loại bỏ phong trào Hồi giáo Turkistan khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ cũng đã phớt lờ sự tồn tại của phong trào, cũng như phớt lờ rằng phong trào đã lên kế hoạch tách Tân Cương khỏi Trung Quốc đại lục. Hoa Kỳ có lịch sử lôi kéo các chiến binh nhắm vào đối thủ của mình. Đây là những gì Hoa Kỳ đã làm ở các nước như Libya và Syria. Nếu Hoa Kỳ thực sự không quan tâm đến phong trào, thậm chí còn ủng hộ phong trào hồi giáo Turkistan chống lại Tân Cương của Trung Quốc về mặt chính sách thì khả năng này là không quá nhỏ. Ngoài ra, các tổ chức như Tổ chức Quốc gia vì dân chủ cũng đang thúc đẩy các hoạt động chống lại các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương và bắt đầu gọi Tân Cương là Đông Turkistan. Về vấn đề cốt lõi của phong trào hồi giáo Turkistan, chính sách của Hoa Kỳ đối với họ và khái niệm về phong trào hồi giáo Turkistan ít nhất là giống nhau về mặt ý thức hệ. Những dấu hiệu về sự phục hồi của phong trào ở miền Đông Turkistan cho thấy Taliban cũng chẳng giúp được gì cho Trung Quốc, hoặc không tuân thủ thỏa thuận, hoặc cố tình không tuân thủ thỏa thuận. Nếu Trung Quốc đột nhiên trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất ở Afghanistan, đó là bởi vì có một Tajikistan mạnh mẽ và sôi động đang gõ cửa đe dọa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông nước ngoài, Bắc Kinh đã đánh giá quá thấp cái giá phải trả cho vụ Mạnh Vãn Châu. Vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, giám đốc tài chính của Huawei, Mạnh Vãn Châu đã được thả và trở về Trung Quốc. Đồng thời, hai công dân Canada bị bắt và bị kết án bởi chính quyền Trung Quốc cũng đã được thả về nhà. Trong khi các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thổi phồng vụ việc là một chiến thắng to lớn trước phương Tây và không bao giờ đề cập đến việc thả các công dân Canada thì các phương tiện truyền thông nước ngoài dẫn nhận xét của nhiều chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh giá thấp cái giá phải trả của việc sử dụng ngoại giao con tin. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin Trung Quốc đã chứng minh cho thế giới thấy cách họ sử dụng ngoại giao con tin để giam giữ công dân nước ngoài như một công cụ chính trị và ngoại giao. Linet Ong, phó giáo sư khoa học chính trị ở Toronto đã nói với Washington Post: "Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh giá thấp cái giá phải trả của việc chơi kiểu ngoại giao con tin này, danh tiếng của họ đã bị hoen ố rất nhiều." Cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc, Guy Cheng Jacker, cũng nói với Washington Post Tôi đã cố gắng nói với Ottawa rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một băng đảng xã hội đen và họ đang đưa Trung Quốc đi theo hướng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ phải trả giá. Phải đợi cho đến khi hai công dân Canada đã bị bắt giữ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Trudeau cuối cùng cũng mới hiểu phía mặt đen tối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi chào mừng sự trở về của hai công dân Canada, Trudeau đã nói với giới truyền thông rằng ông sẽ nghĩ lại và phân tích vụ việc. Giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền Trung Quốc Sophie Richardson nói với Liên minh truyền thông công cộng Đức rằng vụ Mạnh Vạn Châu cho thấy lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng sử dụng những người vô tội làm con bài thương lượng để đạt được những gì họ muốn ở các nước khác. Đây là một diễn biến đáng lo ngại. Tờ Der Spiegel của Đức cũng phân tích rằng việc hai công dân Canada được thả ra đã truyền một thông điệp đáng lo ngại rằng ngoại giao con tin đang được thực hiện trong khi Bắc Kinh là người chiến thắng trong cuộc tranh chấp này. Clark, một chuyên gia về Trung Quốc tại trường luật Đại học York, Washington, nói, giao dịch này giữa Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc đã gửi một cảnh báo đến các nước khác rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tiếp tục mạnh dạn sử dụng công dân nước ngoài làm con tin như một con bài mặc cả cho các cuộc đàm phán trong tương lai, một cách không hề nao núng. New York Times bình luận, mặc dù có vẻ như Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành công trong vụ Mạnh Vạn Châu, nhưng nó đã gây ra một cái giá chính trị, chính là sự ác cảm lâu dài ở Canada. Cuộc thăm dò mới nhất của Pew trong năm nay cho thấy, hơn 70% người Canada có cái nhìn tiêu cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc, và sự phản đối của họ đối với các sản phẩm của Huawei cũng càng ngày càng gia tăng. Vài năm trước, tỷ lệ này chỉ là 45%. New York Times tin rằng, mặc dù vụ Mạnh Vãn Châu bề ngoài đã giải quyết được một trong nhiều tranh chấp, khiến mối quan hệ Mỹ-Trung rơi vào điểm tồi tệ nhất. Nhưng nó không giúp giải quyết các vấn đề sâu sắc hơn, bao gồm nhân quyền của Trung Quốc, sự đàn áp hoàn toàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hồng Kông, gián điệp mạng Trung Quốc, Trung Quốc đe dọa nắm quyền kiểm soát quân sự đối với Đài Loan, vân vân. Thưa quý vị, Mục tin Thế giới sáng ngày 28 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại